Hello, xin chào tất cả các anh chị Sáu Thú Cưng Giá Ghẻ. Hôm nay về các bé bundle rất là đẹp nha. Bên em về cả màu đỏ nâu và màu vàng mơ nha anh chị. Có đủ bé trai bé gái cho anh chị tha hồ thoải mái lựa chọn luôn nè. Các anh chị có thấy các bé bên nhà em đáng đồng tiền bát gạo chưa? Bộ lông này là bộ lông rất là săn, rất là đẹp nha anh chị. Chân lùn mập ú nè, thuần chủng nha. Và các bé thì hiện đã 2 tháng tuổi rồi nè, đủ tuổi để gả nha. Các bé hiện thì cũng đã biết ăn mạnh, bên em tiêm ngừa sử dụng đầy đủ. Rồi anh chị em nào mà mình muốn sở hữu ngay một bé bundle thông minh dùng để làm cún cưng nè, và đặc biệt là nó có bộ lông dày nhưng mà không rụng, thì liên hệ 0939285272, em giao trực tiếp tận nơi miễn phí, không lấy cọc trước nha anh chị. Ngoài búp mặt xệ và bundle thì em còn có chó phút sóc và chó lạp xưởng, anh chị liên hệ với em nha.